Phượng xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình của SCT và hôm nay lại hân hạnh được giới thiệu đến quý vị luật sư Đỗ Đình Phúc. Xin kính chào luật sư và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Đỗ Đình Phúc, một lần nữa tôi xin kính chào quý khán giả của đài chương trình SCT và chào chị Thúy Phượng. Chào luật sư ạ. Và kính thưa luật sư, tuần vừa rồi thì chúng ta đã nói về luật di trú. Thì trong tuần này chúng ta sẽ bàn về luật gì đây ạ? Luật di trú đó nó cũng lãng mạn, nhưng mà nó vẫn chưa có gây cấn. Ồ vậy hả? Giống như là luật gia đình. Để tuần này mình trò chuyện với nhau về luật gia đình nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì khi nói đến luật gia đình thì có lý do gì mà người ta lại thường hay ly dị vậy không ạ? Có một cuốn tiểu thuyết tựa đề là The Villain Woman của Pierre Buck. Cuốn tiểu thuyết này viết là lâu lắm rồi. Dạ vâng. Gần đây thì tôi có đọc được một bản dịch. Tôi không nhớ tên người dịch giả. Dạ vâng. Người dịch giả dịch rất là hay. Dạ vâng. Thoát nghĩa. Người dịch giả dịch rằng là yêu muộn. Thật sự cuốn tiểu thuyết này á, cái chủ đề nó là bà Violent Woman, có nghĩa là những người phụ nữ bị nhốt xung quanh bốn bức tường. Dạ vâng ạ. Nhưng mà người dịch giả dịch là yêu muộn, thì mình nghe tiếng yêu muộn mình hấp dẫn hơn. Dạ mình vâng. Mê đọc lãng mạn hơn phải không bác sĩ? Luật sư xin lỗi, luật sư, vậy thì nếu mà nói trường hợp ly dị như thế thì có phương pháp gì để mà mình giải quyết ly dị cho nó êm thấm không ạ? Trước tiên trả lời câu hỏi của Thúy Phượng đó, cho phép tôi trở lại cuốn sách này một tí xíu. Dạ vâng ạ. Trong cuốn sách này đó thì bà Vũ là nhân vật chính đó, năm bà 40 tuổi. Dạ vâng. Thì bà quyết định đó, dạ, là lấy thiếp cho chồng. Ừ. Tại vì trong suốt cuộc đời của bà lấy chồng lúc bà 16, 17 tuổi gì đó. Dạ vâng. Bà quản lý gia đình chồng. Dạ. Bà lo quán xuyến công việc làm trong gia đình. Dạ vâng. Đến 40 tuổi bà thấy bà mệt mỏi. Ừ. Bà không muốn làm cái trách không. Nhiệm, cái bổn phận của người làm vợ nữa. Ừ. Bà cưới thiếp cho người chồng. Wow. Cái cuốn sách nó nêu ra một điểm là như vậy nè. Dạ vâng. Nói về luật gia đình đó, thì cái mâu thuẫn lớn nhất dạ của vâng. luật gia đình đó, là cái trách nhiệm của xã hội. Ừ. Và cái tự do của cá nhân. Dạ vâng. Khi mà cái mâu thuẫn này đó nó không có giải pháp. Dạ vâng. Thì nó đưa đến vấn đề ly dị. Dĩ nhiên là có nhiều lý do mình ly dị nha. Dạ nhưng vâng. mà tôi vẫn cho rằng đó cái nguyên nhân chính đó, dạ vâng, là cái mâu thuẫn giữa cái trách nhiệm và cái tự do cá nhân. Ừ. Luật sư thì Thúy Phượng cũng thường nghe luật sư nói về cái câu mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thì tại sao mình lại nói nó áp dụng vô trong cái luật ly dị như thế? Nó có một cuốn sách mà tôi xin giới thiệu với khán giả là cuốn sách nó cũ lắm rồi, nó xuất bản khoảng mấy chục năm về trước khi mà tôi còn đi học cao học hành chánh đó. Dạ vâng. Cuốn sách tựa đề là 7 thói quen người thành công. Ừ. Tuy nhiên tác giả nói nhiều, nhưng mà có một điểm nó liên quan đến vấn đề mà Thúy Phượng vừa mới nêu ra đó. Dạ vâng. Là cái tình cảm nó giống như bank account như vậy. Ừ. Mỗi ngày mình deposit, mình bỏ tiền nó vào. Dạ bằng vâng. cách nâng niu chiều chuộng. Dạ thì vâng. nó bung đầy. Dạ vâng. Còn nếu mà mỗi ngày đó mình lấy nó ra, mình đập, mình phá, mình làm cho nó vơi đi. Wow. Thì đến lúc một điểm đó, một chuyện nhỏ xíu thôi. Dạ vâng ạ. Nó cũng đổ vỡ. Ừ. Do đó chuyện gia đình đó, như nãy Thúy Phượng hỏi về phương pháp đó. Dạ vâng. Tôi vẫn cho rằng là cái quan niệm là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là tốt nhất. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, làm sao mà mình định ra một cái phương pháp. Dạ vâng. Cái phương pháp nó là như vậy. Là trước tiên đó, đừng mong, đừng làm cái chuyện đó nó xảy ra. Dạ vâng. Mà nếu nó xảy ra rồi đó thì kế tiếp nó làm sao cho nó giảm thiểu cái thiệt hại. Dạ vâng. Và khi nó giảm thiểu rồi đó thì mình mới hàn gắn nó. Dạ vâng. Nó có một bộ sách rất là nổi tiếng của một thời là cuốn sách Can Yes.
Có dịp thì tôi chia sẻ với khán giả về cái xuất xứ của cuốn sách này. Dạ, tôi có nói về cuốn sách này nhiều trên trên làn sóng 1500 AM ở trên San Jose đó, nhưng mà nó được lưu lại trong YouTube. Thì quý khán giả muốn biết thêm về cuốn sách này thì có thể vô YouTube mà nghe. Mà trong cuốn sách này đó, họ định ra 5 bước như vậy nè. Muốn hóa giải một vấn đề nào, một cái mâu thuẫn nào đó, mình nên định ra hoặc theo 5 bước. Thứ nhất là phân biệt giữa người và việc. Thứ hai, xác định mình muốn cái gì. Thứ ba, định ra tiêu chuẩn. Thứ tư, tạo ra nhiều sự chọn lựa. Và bước thứ năm đó, nếu không đạt được đó, thì mình định ra kế sách mới. Kế sách kế tiếp mình làm cái gì. Nhưng cái quan trọng nhất là vấn đề xác định mình muốn cái gì đó, là phân biệt giữa người và việc. Đó là cái điều mà then chốt trong lời luật gia đình đó. Tôi xin kể giả một câu chuyện đó như vậy. Có cặp vợ chồng ly thân thôi, không phải ly dị. Họ tranh chấp với nhau, vốn liếng chỉ tranh chấp nhau có 30.000 đồng thôi, mà vợ nhờ luật sư, chồng nhờ luật sư. Cái case này kéo dài đến 3 năm. Khi mà họ nghe tôi nói chuyện về luật gia đình, chuyện lớn hoặc nhỏ, chuyện nhỏ hoặc không đó, thì anh chồng anh gọi điện thoại cho tôi, anh nói là Phúc, anh muốn kết thúc này, anh mệt mỏi quá rồi, em làm được cho anh hay không? Thì tôi nói cái chuyện của anh đã kết, bốn nó phải kết thúc gần bao nhiêu năm về trước, đâu có lý do gì mà đến giờ này kết thúc. Thì tôi gọi cho luật sư của cô ấy đó. Thì tôi định cái buổi họp. Trong cái buổi họp bốn người đó, thì chị nêu ra chị không muốn kết thúc là tại sao như vậy. Trong cuộc sống vợ chồng đó, anh lúc nào cũng đàn áp chị hết. Thì chị nói như vậy thì anh trả lời, trong giờ sống vợ chồng cô lúc nào cũng hỗn hào với tôi, lúc nào tôi cô cũng kêu cha mẹ tôi ra mắng hết. Tôi có đàn áp cô đâu. Có nghĩa là mình càng đổ lỗi cho người khác đó, người khác lại càng biện hộ cho chính họ. Và câu chuyện nó không kéo, nó kéo dài hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng mình không phân biệt giữa người và việc. Phân biệt với người và việc có nghĩa là gì? Bây giờ mình đã ly dị rồi. Hay là mình không còn ở chung với nhau nữa. Vấn đề còn lại là mình giải quyết số tiền là 30 ngàn còn lại thôi. Chứ đâu phải vấn đề là mình kết tội lẫn nhau. Tại sao mình lấy cái sự tranh chấp nó, mình ghép nó vào một cái chuyện mà cãi vã vô lý như vậy. Thì tôi nói với anh là cho phép tôi xin lỗi giùm anh nha. Anh nói là tôi đâu có lỗi đâu mà anh xin lỗi, nhưng mà kệ, xin lỗi một chút đi. Rồi sau đó thì nó qua nó lại vài câu, cô vợ thỏa thuận là giải quyết cái vấn đề về số tiền thay phải đó, là cãi nhau, mắng nhau nữa. Và chúng tôi kết thúc cái hồ sơ đó trong vòng 15 phút thôi. Cái hồ sơ này có thể kéo dài 3 năm trời mà mình kết thúc có 15 phút. Happy ending ha. Có nghĩa là mình phải phân biệt giữa người và việc. Dạ vâng. Vậy thì nói chung cái luật ly dị đó là có 5 yếu tố như luật sư nêu lên. Thì đó là cái đầu tiên là phân biệt về người và việc. Còn 4 cái phần còn lại, đâu có nhất thiết là mình phải đáp ứng đúng được 5 cái tiêu chuẩn đó, đúng không luật sư? Ý luật sư là một cái tiêu chuẩn thôi là mình có thể giải quyết được sự việc. Không phải, cái này là cái phương pháp. Phương pháp, dạ vâng. Cái phương pháp là mình luôn nghĩ tới là như vậy. Mình xác định mình muốn cái gì. Dạ. Mình tách rời ra. Dạ vâng. Cái người với việc, đừng gom hai việc vào một. Nhưng mà vấn đề luật gia đình á, mình phải định ra cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn mà về luật gia đình á, nó dù nó phức tạp nhưng mà tôi tóm tắt lại với một câu thôi. Tài sản con cái và cấp dưỡng phụ cấp thôi, đó là 3 điểm chính. Mà cái tiêu chuẩn để mà giải quyết vấn đề nó như thế nào. Dạ. Thì cái đó là luật định. Ừ. Nhưng mà đó, khi mà mình cứ khư khư năng nực đó, mình dựa theo luật mình giải quyết vấn đề đó, thì có nhiều khi đó, nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình. Ừ. Do đó mình phải tạo ra nhiều sự chọn lựa. Dạ vâng. Rồi có nhiều người đó mình không giải quyết được.
Dạ vâng. Mình không giải quyết được đó thì giai đoạn thứ năm đó, bước thứ năm đó là mình phải định ra kế sách kế tiếp là cái gì, dạ, mình phải làm sao để mà hóa giải vấn đề này. Dạ, vâng. Thì đó là cái năm bước để mà giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong gia đình cũng vậy, cá nhân cũng vậy, trong công ăn việc làm cũng vậy. Quý có dịp, quý khán giả có dịp đó nên đọc sơ cuốn sách này, cuốn sách rất là mỏng, vỏn vẹn chỉ có trăm mấy trang thôi, dạ, vâng. Mà khổ nhỏ chứ mình đọc khoảng 2-3 tiếng, 3-4 tiếng. Dạ, vâng. Rất tiếc là không có bản dịch. Nếu có bản dịch thì tôi xin giới thiệu với khán giả sau. Nhưng mà hiện giờ tôi vẫn chưa thấy có bản dịch. Cuốn sách nó có giá trị như vậy mà chưa có bản dịch. Kính thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ vừa rồi với luật sư Đỗ Đình Phúc. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo với những phần luật tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi phần quảng cáo vừa rồi. Và bây giờ kính mời luật sư Phúc quay trở lại với chương trình để chia sẻ tiếp về phần ly dị vừa rồi. Chúng ta vừa nói về phân biệt về, và bây giờ phân biệt về cái gì luật sư? Như chương trình trước đó thì tôi có nêu ra 5 bước hóa giải cái mâu thuẫn trong gia đình. Vâng. Cái 5 bước này đó gồm phân biệt những người và việc. Vâng, cảm ơn luật sư. Xác định mình muốn cái gì. Dạ. Định ra tiêu chuẩn. Vâng ạ. Tạo ra sự chọn lựa. Vâng. Và định ra kế sách nếu mình giải quyết không được. Dạ vâng. Tôi thường thường khi tôi nói chuyện trên đài, tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần năm bước này. Một trong lý do mà tôi lặp đi lặp lại đó để cho nhớ. Tại vì cái này nó trở thành một cái hệ thống. À. Nó một cái phương pháp. Dạ. Để mà giải quyết cái mâu thuẫn. Dạ. Chẳng những trong gia đình mà dạ, nó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác dạ, nữa. Vâng. Dạ vâng. À, tôi Phượng nhớ rồi, phân biệt người và việc. Vậy thì ngoài ra luật sư có nhắc đến cái tiêu chuẩn ly dị nữa, Thúy Phượng có nghe đến thì luật sư có thể chia sẻ về vấn đề này không ạ? Đã nói luật thì cuối cùng đó mình phải dựa trên luật mình giải quyết. Đó là cái tiêu chuẩn. Thí dụ như tài sản, vợ đứng tên, chồng đứng tên, tên riêng thì có thể chia sẻ, có thể phải chia với nhau hay không? Rất là nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ như vậy. Con đó đứng tên nhà cho cha, cho mẹ. Sau đó con lập gia đình. Vâng. Rồi không may đó ly dị thì câu hỏi đặt ra tài sản của con đứng tên cha trên mẹ đó có phải chia hay không? Rất là nhiều người, nhất làm cha làm mẹ, rất là quan tâm đến vấn đề này. Thúy Phượng biết là có nhiều khi gia đình Việt Nam mà mình đứng tên giùm cho cha cho mẹ mình, dù thường tại cha mẹ mình không có đi làm, họ tằng tiêu tằng tiện có chút đỉnh tiền để mà mua nhà, họ có đủ khả năng trả tiền nhà nhưng mà họ không có thể mượn tiền được, cho nên con cái phải đứng tên để mà mượn tiền, rồi con cái lập gia đình, thì không may ly dị thì cái nhà đó có nhiều khi cái nhà mua có 100-200 nhưng anh chị mà qua Mỹ năm 1975, 1980, 1990 thì mua nhà thì khoảng 200-300 ngàn thôi. Dạ, đúng ạ. Bây giờ nó có thể lên tới cả triệu như cả vậy. Triệu, dạ vâng. Thì có câu hỏi đặt ra phải có phải chia cho người phối ngẫu hay không? Dạ vâng. Cái điều đó mình phải định lên tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn của luật định như thế nào? Luật định như vậy. Tất cả tài sản vợ chồng dành dụm được trong thời gian ở chung với nhau là tài sản chung. Dạ vâng. Điều đó có nghĩa rằng nếu mà tài sản trước đó đó thì tài sản riêng. Nhưng mà cái khổ là như vậy. Là chung có thể trở thành riêng và riêng có thể trở thành chung. Tại vì sao như vậy? Là trong thời gian ở chung với nhau đó, mình chồng, tôi có trường hợp như vậy, cho chồng đi đánh bài, đánh bạc, rồi nợ nần tùm lum hết. Cho nên thôi, nhà bà đứng tên giùm cho chủ nợ, nó kéo theo tôi, nó đòi lấy nhà, lấy cửa của mình. Thì bà vợ đứng tên. Vâng. Rồi sau đó lại ly dị. Vâng. Thì bà vợ anh mới nói như vậy, ông đã cho tôi rồi, ông đưa hết cho tôi rồi thì đó của tôi chứ phải của ông đâu. Cho nên chung nó trở thành của riêng của như vậy. Riêng là vậy. Tôi có câu chuyện mà nó
hấp dẫn nó giống như là trong tiểu thuyết vậy. Dạ vâng. Hai cô cậu này. Dạ. Không lấy nhau. Dạ vâng. Họ làm lễ cưới mà không lấy nhau. Dạ vâng. Rồi họ ở chung với nhau một thời gian, có 3-4 đứa con, làm con cũng đông. Dạ. Sau này cậu này lên Las Vegas làm hôn thú với một người khác. Nhưng mà cậu này trở về nhà. Rồi vẫn chung sống trong nhà thôi, lại có thêm con nữa. Cái cô vợ đến cái tuổi giống như bà Vũ trong cái cuốn Yêu Muộn đó, thì không muốn ràng buộc nữa. Cho nên muốn mời anh đi. Mời anh đi đó thì anh không muốn đi. Anh nói là nhà của tôi mà. Thật ra nhà của tôi mà, lấy gì bà đuổi tôi đi. Thì cô vợ đó mới đem tới một hồ sơ này, tới một văn phòng. Thì làm hồ sơ ly dị. Sau đó cô vợ nghe tôi nói chuyện trên đài về luật gia đình đó. Thì cô vợ mới ghé qua văn phòng nhờ tôi lo. Thì câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là như vậy: chị đâu có hôn thú đâu mà ly dị. Ly dị thì phải chia đôi. Mà chị không có hôn thú đâu thì lấy gì mà ly dị. Cho nên liên quan đến vấn đề mà là tài sản chung là như vậy. Là tài sản riêng là như vậy. Tài sản chung là như vậy. Là mình định ra cái tiêu chuẩn trong cái trường hợp này đó. Nhưng mà không có hôn thú thì không phải là vợ chồng. Mà không phải vợ chồng thì đâu có cần phải chia đôi. Cho nên tôi mới làm đơn xin hủy đi cái đơn ly dị. Thì bên kia cho họ phản đối, họ không cho. Nhưng mà cuối cùng thì tôi kéo cái hồ sơ này vô trong tòa. Không phải xử là phân chia tài sản, mà xử là họ có hôn thú hay không. Thì khi ra tòa đó, thì quan tòa, ông bà, ông thẩm phán đồng ý quan điểm của tôi. Là họ không có hôn thú, ngay cả đó họ có làm đám cưới. Ngay cả họ ở chung với nhau đến bao nhiêu năm. Và ngay cả họ có một bầy con như vậy. Nhưng mà không có hôn thú thì không có ly dị. Có nghĩa là sao? Mình phải có cái tiêu chuẩn để mà hóa giải. Đó là cái vai trò của người luật sư. Nhưng mà nhiều khi đó, Thúy Phượng, mình cứ năng nần nực mà dựa vào tiêu chuẩn đó. Thì mình sẽ hại nhau. Mình sẽ hại nhau. Tại sao vậy? Cái hoàn cảnh nó khác. Luật định như vậy, luật thì nó áp dụng cho chung cho mọi người. Nhưng cái hoàn cảnh của mỗi gia đình nó khác. Nhưng mà mình cứ năng nần nực mà dựa vào cái tiêu chuẩn mà ràng buộc lẫn nhau đó, thì mình làm khó lẫn nhau. Tôi có câu chuyện như vậy. Họ đã ly dị rồi nha. Thỏa thuận với nhau đó là giờ dắt tới đón con. Chồng đi trễ một tí xíu đó, chị không cho đón. Kéo nhau ra tòa. Là chị nói chị rất là đúng. Và tại vì luật định như vậy, anh phải đến đúng ngày đúng giờ để anh đón con. Mà anh không tới đón con thì tôi không cho anh đón. Thì điều rất là đúng. Mà thật sự đó, mình làm khó nhau để làm gì? Con cái đó nó kéo dài với nhau 18 năm. Cho nên vấn đề luật gia đình đó, nó trở lại cái điểm mà khởi đầu Thúy Phượng với tôi có trò chuyện đó, là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thật sự đó, cái câu này nó rất là cũ quắc thôi, đúng không? Mà nó áp dụng trong xã hội hiện đại như vậy. Mình hơn thua với nhau về lời nói nè. Mình hơn thua với nhau về cái điểm này, điểm nọ. Mà cái câu hỏi mà quan trọng hơn đó, nếu mình tính nó dài hạn đó, những cái điểm đó nó có quan trọng hay không? Do đó đó, cái luật gia đình đó, dĩ nhiên là khởi đầu mình nói là cái mâu thuẫn đó, là giữa trách nhiệm và cái tự do. Nếu mà mình vun đắp hàng ngày đó thì nó không đi đến vấn đề đổ vỡ. Tôi tin chắc một điều nha. Nếu mà mỗi ngày mình thương yêu nhau, cho phép tôi kể một câu chuyện mà nó hấp dẫn mà tôi phải nhớ thôi. Tôi có lúc tôi mới ra trường thì có một cái bác này lớn tuổi lắm, bác gọi điện thoại phúc, bác muốn vô công dân Mỹ, con giúp bác vô công dân Mỹ nha, bác ở Reno. Thì nói được rồi, con giúp bác. Thì tôi lúc ra trường thì tôi cũng hăng hái làm việc, đi khắp tiểu bang này hoặc tiểu bang nọ mà. Thì đến ngày đi phỏng vấn, tôi bay lên Reno đó, thì có hai ông bà già,
một người bà già thì Việt Nam mà ông già thì ông Mỹ tới đón tôi với cái xe mà Pinto nó cục cục quật 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 mà nó nóng như vậy nữa. Thì tôi quan sát thì cái bác gái vừa mới vô đó thì dạ, vâng. ông già đó, ông dạ. chồng đó, ông lượm khượm lượm thượm, ông gài cái xích beo lại. Dạ vâng. Và ông đợi bà ngồi ngăn nắp và đóng cửa lại. Ừ. Thì ông nói với tôi là như vậy. Mỗi ngày tôi muốn yêu bà hơn nữa. Và thật sự nếu mà mỗi ngày mình vun tưới, mình nâng niu nhau thì nó không đến vấn đề ly dị. Dạ vâng. Mà đến ly dị rồi đó thì mình phải nghĩ đến hóa giải. Dạ, đừng vâng. kéo nhau làm đấu nhau. Có với nhau ở ngoài tòa làm khó nhau. Dạ vâng. Tại vì sao như vậy? Mình có trách nhiệm với nhau và trách nhiệm với con đến dạ, vâng. 18 năm đến kết cuộc đời còn lại. Thúy Phượng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ luật pháp vừa rồi với luật sư Đỗ Đình Phúc, và rất cảm ơn luật sư đã chia sẻ về vấn đề mà ly dị. Và Thúy Phượng học một câu rất là hay: hôn nhân gia đình ly dị nó cứ như là một cái account, lúc nào mình vun đắp thì cái account nó đầy lên, mà nếu mình cứ rủi ro hoài thì nó cạn đi. Rất là hay, rất cảm ơn luật sư. Xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả. À, bây giờ đã hết giờ rồi thì tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần trình bày. Có dịp mình sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Và xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.